Theo camera hành trình của một chiếc xe ô tô đi phía sau xe máy xúc đã ghi lại tình huống tai nạn bi hài xảy ra vào lúc 14 giờ 27 phút chiều qua tại lối sang đèo Kéo Sa, tỉnh Tuyên Quang. Thời điểm này, cả hai xe đang lưu thông trên tuyến đường nông thôn có rải đá dầm nhưng đã xuống cấp nên xuất hiện nhiều ổ gà, vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Phía trước ô tô gắn camera hành trình là chiếc xe máy xúc đang cố gắng di chuyển an toàn. Khi gặp một vũng nước lớn ở mé đường bên phải, tài xế xe máy xúc ngay lập tức đánh lái sang rìa đường bên trái để tránh. Tuy nhiên, do di chuyển với tốc độ nhanh và đánh lái bất ngờ nên chiếc xe máy xúc lao thẳng xuống ruộng rồi lật nghiêng. Tài xế xe ô tô có camera hành trình và người dân gần đó vội vàng chạy tới trợ giúp người gặp nạn. Rất may, tài xế xe máy xúc không bị thương. Đoạn clip đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc và bình luận từ cộng đồng mạng. Một số người bình luận hài hước: tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vũng nước vì sợ bẩn, cuối cùng lại lao xuống ruộng. Xe máy xúc nhường đường xe có camera à, mời bác đi trước, em tránh xuống ruộng cho bác đi này. Rõ khổ, tha cứ lao thẳng chịu bận chịu sóc một tí có phải hơn không, cái tội đi ẩu. Xe máy xúc mà tránh ổ gà cũng chịu luôn rồi. Máy xúc mà đánh lái như xe hơi, ra xe gầm thấp cho ông này chắc nhờ xe cầu qua ổ gà luôn. Thật may là lật xe phía bên lái nên đỡ thiệt hại về người.